Xin chào các bác, nay bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng giới thiệu cho các bác hai cái cấu hình loa phun đơn 30. Một cấu hình từ thường và một cấu hình từ neo các bác nhé. Đấy, thì tiện hai cái bác khách này đặt hàng nên bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng bên em so sánh xem hai cái cấu hình, một cấu hình từ thường và cấu hình từ neo nó sẽ ra sao các bác nhé. Bác này thì bác ấy ở Thanh Hóa này, đặt cửa hàng nhà em một đôi loa phun đơn 30 này. Và bác này thì ở Thanh Trì Hà Nội, đặt cửa hàng nhà em cấu hình loa phun đơn 30 toàn bộ là neo các bác nhé. Đấy, nói chung ấy, đây cái cấu hình từ đây thì cái form thùng của nó như nhau các nhá, form thùng như nhau. Cái form thùng này bên cửa hàng nhà em sẽ lên sóng rất nhiều và giới thiệu về cái form thùng này rồi. Form thùng này của loa sơn sần chống nước các nhá, đầy đủ tay sách này. Đấy, rất đẹp luôn, lưới rất đẹp luôn các bác nhá, rất sang luôn. Các bác để một cái đôi này trong nhà thì rất là nhìn màu đen, nhìn rất là sang các bác nhá. Đấy, đế cắm cọc loa phần dưới đáy này. Thùng này hai thanh thông hơi phần mặt trước này. Thùng toàn bộ bên em cửa hàng là ke góc hết nha các bác nhá. Đấy, kích thước của cái thùng này thì em áng chừng cho các bác nhá. Cao được khoảng 61, sâu được khoảng 38, ngang thì khoảng 36 đấy, tầm đấy các bác nhá. Nói chung thì thùng bên em làm là cái thùng chất lượng luôn, gỗ rất dày luôn các bác ạ. Đây, yên tâm luôn các bác nhá. Đấy. Về cấu hình từ thường thì ở đây em sử dụng củ bát NG336. Con này từ 190 côn 76 nhôm dẹt các bác nhá. Cái này nói chung hai cấu hình này các bác phải có cục đẩy 650W trên một kênh để đánh ngon lành luôn các bác nhá. Đấy, con này từ 190 này, từ dày kẹp lỗ bích kép trắng này. Từ 1.90 côn 76, nói chung hai cấu hình này em giới thiệu rất nhiều rồi. Bác nào muốn chi tiết thì có thể là liên hệ nhắn vào Zalo cho em, còn video này em giới thiệu nhanh chóng thôi nhá. Đấy, gân vải 3 gân này. Đấy, nón của con NG này, 336 này, màng này. Màng nhìn như loa bãi các bác nhá. Màng xếp ly, nón đen các bác nhá. Ok chưa? Đấy, bên trong của con này thì lót toàn bộ ống hút trứng này, phân tần sử dụng phân tần JBL 60122 bóng đèn chống cháy nhá. Phân tần này em lắp rất nhiều tải rất tốt rồi. Chép ở đây sử dụng con chép 450 NG. Từ 100 con này từ 115 côn 44 các bác nhá. Đấy. Hàng chính hãng của NG. Ok chưa các bác? Thùng thì bên em toàn bộ là thùng chôn gen lục giác hết nhá. Ok chưa? Ke góc đầy bông biếc đầy đủ luôn cho các bác. Đấy, cái cấu hình NG của bác Thanh Hóa này em đã giới thiệu cho các bác rồi nhá. Đấy. NG 336 xong này. Cặp này lên thùng thì nói chung ưu điểm của từ thường thì các bác lên thùng thì cấu hình này tiếng sáng, cái dòng NG 336 là côn nhôm rẻ, tiếng sáng, chống sâu nhá các bác nhá. Còn chuyển sang cấu hình từ neo này các bác này. Từ neo đây các bác nhá, từ neo này là sử dụng này, bác này ở Thanh Trì sử dụng cấu hình từ neo này. Từ neo đây các bác nhá. Sử dụng con bát 30 neo Hewell các bác nhá, hàng chính hãng của Hewell này. 12LDS 75M1 con này côn 76 các bác nhá. Đấy, dây điện bọc từ ngoài vào trong, cái dòng Hewell này em dựng loa cũng rất là nhiều rồi. Đấy. Từ neo bích 7 màu các bác nhá. Ok chưa các bác? Con này của nó gân vải 3 gân. Đây, màng của nó đây các bác nhá. Rất xịn luôn này. Ok chưa? Còn phân tần của cái con neo này sử dụng phân tần này F15-18 các bác nhá. Phân tần này hai bóng đèn chống cháy luôn. Phân tần này cũng rất xịn này. Đấy, chuyên nào đây sử dụng phân tần này. Chép ở đây em sử dụng bác này, bác lắp chép 450 neo khối của Hewell luôn nhá, cho đồng bộ. Đấy, NT4432 này. Con này côn 44 dây dẹt các bác nhá. Đấy, phễu vuông 18x18 này. Thùng này ke góc đầy đủ hết nhá. Ok chưa? Chôn gen này. Nói chung các bác yên tâm, các bác đã đặt loa. Các bác mà đặt loa bên em dựng thì yên tâm, em làm cho các bác toàn bộ cấu hình chất lượng. Bên em có rất nhiều cấu hình. Đây là một hai cấu hình. Hai cấu hình điển hình cho các bác chơi. Đấy, bác nào mà muốn chơi từ thường thì liên hệ em, bác nào muốn chơi từ neo thì liên hệ em nhé. Đều hay cả các bác ơi. Ví dụ nhà bác nào có súp rồi thì các bác chơi từ neo thì hát karaoke tiếng nhẹ, tiếng đi xa rất hay. Còn nhà bác nào mà muốn thích tiếng trống sâu thì các bác chơi từ thường cho em nhé. Ok chưa các bác? Nói chung là đấy. Đến với bên em là thứ nhất bây giờ là bên em làm chất lượng luôn cho các bác. Trong giá tiền tầm tiền mà lại chất lượng ngon bổ rẻ luôn các bác nhé. Để quay trở lại em test cho các bác nghe cấu hình từ thường nhé. Thử test từ thường trước xong là test từ neo nhé các bác nhá. Nào test con này. Đang nghe từ thường các bác nhờ, nghe cái cấu hình NG từ thường này. Hay quá các bác ạ. We'll be right back.
Bây giờ em chuyển qua cấu hình từ neo các bác nhá. Chúng ta cấu hình từ neo này. Đấy. Từ neo con này. Đấy nhá, em để em lấy cái quảng cáo đi các bác nhá. Đấy các bác đợi em tí, em đang lấy cái quảng cáo đi này. YouTube được quảng cáo này. Đây, tôi cắm cấu hình từ neo này. Đấy, em đang test từ neo các bác nhá. Giờ là đang test từ neo này. Từ neo nó chỉ ra lời thôi các bác ơi. Nên tiếng con này rất sáng luôn. Các bác thấy không, từ neo nó chỉ chuyên lời thôi. Đấy, các bác có nhu cầu cần hai cái sản phẩm chất lượng như thế này thì liên hệ em nhé. Hai dòng này cho các bác chơi karaoke gia đình phòng hát thì rất là chất lượng luôn, cam kết cho các bác luôn. Đấy, anh em thợ mà lấy số lượng giá rất rẻ nhá, điện trực tiếp cho em có nhá. Đây này, ok cho các bác, điện trực tiếp cho em nhá, hoặc có thể kết bạn nhắn tin qua Zalo các bác nhá để mua hàng. Mua cấu hình nào thì các bác có thể chụp ảnh màn hình điện thoại này gửi qua Zalo, ok cho các bác. Em xin dừng video nhá, video này mà hay các bác nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhà em nhá.